Tối 16 tháng 3, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập thứ 3 để hướng đến hai trận đấu với Indonesia tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Thành phần tập luyện gồm 57 cầu thủ, 33 cầu thủ của tuyển Việt Nam và 24 cái tên thuộc U23 Việt Nam và được chia làm 2 ca. Ở ca tập diễn ra lúc 17 giờ 30, Công Phượng, Thành Trung, Hùng Dũng và nhóm cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội đã hội quân từ ngày 13 tháng 3, được chia thành một nhóm tập luyện chung với U23 Việt Nam do đã trải qua các bài test ở buổi tập trước, nhóm cầu thủ này được huấn luyện viên Philippe Chuze rèn kỹ hơn các nội dung về phối hợp nhóm, hoạt động với cường độ cao. Nhà cầm quân người Pháp cũng liên tục có những chỉ dẫn sát sao để các học trò thực hiện chuẩn xác những yêu cầu mà ông và ban huấn luyện đề ra. Sau khi nhóm một đi ăn cơm, các cầu thủ còn lại bắt đầu bước vào buổi tập lúc 20 giờ 30. Đây được cho là ca tập chính thức của tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Trong buổi tập này, huấn luyện viên Chu Dê chia các cầu thủ thành 3 nhóm gồm bíp xanh, bíp cam và không áo bíp để tập truyền bóng. Giống như buổi tập trước, huấn luyện viên Chu Dê vẫn chỉ đạo với phong cách mạnh mẽ, đôi khi cảm thấy ông hơi nóng nảy. Nhưng ở buổi tập tối 16 tháng 3, một tình huống đặc biệt khiến ông Chu Dê nổi nóng hơn bình thường. Khi ông cho rằng tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức rèn luyện không đúng giáo án. Huấn luyện viên Chu Dê đã lập tức yêu cầu đương kim quả bóng vàng 2023 của câu lạc bộ thể công Việt Theo dừng lại và rời đi. Ông nói, thôi đủ rồi, đi ra ngoài, kết thúc buổi hôm nay. Dĩ nhiên Hoàng Đức rất buồn vì bị huấn luyện viên Chu Dê chê trách và bắt nghỉ tập giữa chừng. Sau đó, trợ lý Christopher Gamel đã phải làm công tác tinh thần, động viên chàng tiền vệ này. Chứng kiến phong cách rèn luyện khá nóng nảy của huấn luyện viên Chu Dê, không ít người hâm mộ có mặt trên khán đài sân tập đã tỏ ra lo lắng và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một số người hâm mộ còn cho rằng buổi tập của ông Park trước đây đầy áp tiếng cười vui vẻ, còn vị huấn luyện viên này toàn thấy la hét, cứ ầm ầm không biết học trò có tiếp thu được không nữa. Phương cách giao tiếp để cầu thủ hiểu và tiếp thu được cũng rất cần thiết. Ông gào to mà học viên không hiểu lại sinh thêm tâm lý cũng chưa hẳn tốt. Hy vọng đó chỉ là lo xa. Trước đó huấn luyện viên Park từng rất được lòng người hâm mộ và cầu thủ Việt Nam. Với phong cách làm việc tình cảm, tâm lý, thậm chí ông Park coi các tuyển thủ như con và ngược lại, các tuyển thủ cũng coi ông Park như cha. Trên sân tập, nhiều khi ông Park cũng tỏ ra nổi nóng, nhưng rồi cũng lại điều hòa không khí đội bằng các lời bông đùa. Trước đó huấn luyện viên được ví như phù thủy trắng là ngôi sao sáng ở châu lục. Ông liên tiếp gặt hái thành công cùng với bóng đá Nhật Bản. Hai dấu ấn đáng kể là chức vô địch Asian Cup năm 2000 và lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup năm 2002. Sau đó ông được săn đón như một người hùng. Huấn luyện viên Chu Dê nhận lời dẫn dắt Qatar với mục tiêu tiến xa ở Asian Cup năm 2004. Tuy nhiên, ngay trận gia quân gặp đối thủ bé nhỏ là Indonesia, Qatar thua sốc với tỷ số 1-2. Trận thua này khiến nội bộ càng rối ren khi nhiều cầu thủ không hài lòng với cách huấn luyện áp đặt sinh hoạt từ nhà cầm quân người Pháp. Huấn luyện viên Chu Dê đã đặt ra những quy định khắt khe về trang phục và cả chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Tuy nhiên các cầu thủ Qatar khi ấy chưa sẵn sàng tiếp nhận kiến thức mới về dinh dưỡng. Họ tỏ ra bực tức, sự ức chế biến thành những màn trình diễn tệ hại trên sân cỏ. Huấn luyện viên Chu bị sa thải là hệ quả tất yếu. Thật trùng hợp khi Indonesia lại gieo nỗi đau cho huấn luyện viên Chu Dê tại Asian Cup 2023 vừa qua. Ông cùng Việt Nam thất bại 0-1 dù được đánh giá cao hơn đối thủ. Trận thua này khiến đoàn quân của huấn luyện viên Chu sớm dừng bước ở vòng bảng trước một lượt trận. Trước đó vào tháng 5 năm 2023, ông cùng U22 Việt Nam thất bại đau đớn trước U22 Indonesia ở bán kết SEA Games 32. Với việc liên tiếp nhận trái đắng ở mọi cấp độ, dấu hỏi về năng lực cầm quân của ông lại dấy lên. Tương lai của huấn luyện viên sinh năm 1955 vẫn được đảm bảo. Xong mọi chuyện có thể đi quá xa nếu Việt Nam tiếp tục thất bại trước Indonesia ở hai trận đấu thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2026 vào tháng 3 này. Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào trận quyết đấu Indonesia với nhiều nỗi lo. Thể lực cầu thủ không đảm bảo, một số trụ cột thì dính chấn thương, chưa lấy lại phong độ, cũng như tinh thần bị hoài nghi sau khi để thua 8 trong 9 trận đấu gần nhất. Sau hai lượt đấu, Đỗ Hùng Dũng cùng đồng đội đang đứng nhì bảng với 3 điểm, hơn đội cuối bảng là Indonesia khoảng cách 2 điểm. Dù đội tuyển Indonesia đã nhập tịch nhiều gương mặt, nhưng Hùng Dũng cho rằng đội bóng này vẫn có những điểm yếu nhất định. Hùng Dũng đánh giá đội indonesia đang cố gắng hướng đội tuyển việt nam tới lối chơi thiên về sức mạnh nghiêng về thể chất nhiều hơn bởi họ có khá nhiều cầu thủ nhập tịch từ châu âu đương nhiên lối chơi này rất mất sức nhưng ngược lại thì họ lại có thời gian tập luyện thi đấu với nhau việc họ sử dụng sức mạnh về thể chất và tinh thần khi được chơi ở sân nhà sẽ mang đến nhiều khó khăn cho các đối thủ tới làm khách theo hùng dũng các cầu thủ đều đang có cảm giác thi đấu tốt nên sẽ không mất thời gian để hòa nhập đội tuyển Việt Nam cần pha trộn sức trẻ với kinh nghiệm để có trận đấu tốt với Indonesia. Hùng Dũng nhận định, các cầu thủ đang có mạch thi đấu ở V-League và Cúp Quốc gia nên không mất nhiều thời gian để hòa nhập lại. Chỉ có một vài cầu thủ lần đầu hoặc lâu lắm mới trở lại đội tuyển nên cần anh em hỗ trợ. Nhưng tôi tin mọi thứ dần dần sẽ tốt hơn. Với trận lượt đi, có lẽ toàn đội sẽ cố gắng giành được điểm trước khi trở lại thi đấu tại sân nhà. Qua đó hướng tới mục tiêu đi đến vòng loại thứ ba World Cup 2026. Qua những buổi tập, ban huấn luyện sẽ đánh giá và điều quan trọng nhất là làm sao để giành điểm trước đối thủ. Mình phải chọn những con người làm sao cho phù hợp, chứ không thể đưa tất cả những gì mình muốn được. Tôi nghĩ sẽ là sự pha trộn giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Bên cạnh đó tiền đạo Văn Toàn đánh giá, tôi nghĩ mỗi trận đấu sẽ có nhiều cách thi đấu khác nhau, mình không thể nói trước được. Vì đối thủ cũng thay nhiều cầu thủ, hiện chưa biết đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu thế nào, nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm để đạt được kết quả tốt nhất. Nói chung đá bên Indonesia thì áp lực đến từ khán giả rất lớn. Họ thường đến sân rất sớm, từ lúc mình khởi động họ đã đến và tạo nên những áp lực cho đội khách rồi. Nhưng tôi nghĩ những điều đó bất lợi, nhưng nếu trong tình huống đầu tiên mình xử lý tốt thì sẽ tự tin hơn. Ở chiều ngược lại, đối thủ Indonesia nhập tịch nhiều cầu thủ trẻ khỏe, lại càng tự tin khi vừa thắng Việt Nam tại Asian Cup năm 2023. Tuy nhiên, huấn luyện viên Philippe Chuze khẳng định, bóng đá không phải câu chuyện trên bàn giấy, mà là thực tế trên sân với nhiều biến động. Nhiều học trò của ông thầy người Pháp từng chơi ở những giải lớn như vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Asian Cup 2023-2019. Lớp cựu binh của đội tuyển Việt Nam rất giàu kinh nghiệm, có khả năng chịu đựng áp lực lớn. Đây không phải lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với thế cửa dưới, bị đánh giá thấp hơn đôi chút. Song nếu tận dụng tốt điểm mạnh, thầy trò ông Chu Dê vẫn có cửa thắng. Một trong số đó là các tình huống cố định. Trước thềm Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam từng trải qua 6 trận đấu liên tục, tính cả giao hữu và chính thức mà không ghi được bàn thắng nào từ các tình huống cố định như phạt góc, phạt gián tiếp, trực tiếp. Dù vậy ở giải đấu tổ chức tại Qatar, những pha bóng chết lại trở thành nguồn sống của thầy trò ông Chu Dê với 3 bàn thắng. Đội tuyển Việt Nam hai lần xe lưới Nhật Bản bằng các pha đá phạt góc, Hùng Dũng kiến tạo, Đình Bắc ghi bàn và phạt cố định, Tuấn Tài tạt bóng, Việt Anh kiến tạo, Tuấn Hải ghi bàn. Đến trận gặp Iraq, Khuất Văn Khang có pha thả bóng chính xác từ chấm đá phạt để Việt Anh tung người ghi bàn rất đẹp. Ghi ba bàn từ các pha bóng cố định vào lưới những đội mạnh như Nhật Bản, Iraq không phải chuyện đơn giản. Nhất là khi đội tuyển Việt Nam không thể ghi bàn từ tình huống đá phạt trong suốt quãng thời gian trước đó. Thành quả này đến từ quá trình nghiên cứu đối thủ, thói quen di chuyển, kèm người của hậu vệ và chuẩn bị rất kỹ các kịch bản đá phạt mà ông Chu Dê rèn cho các học trò. Tuy nhiên, vũ khí này vẫn chưa được đội tuyển Việt Nam mài sắc. Bởi trong trận đấu cần thắng và cần ghi bàn, nhất là tại Asian Cup 2023 gặp Indonesia, Quang Hải cùng đồng đội đã tịt ngòi. 6 quả phạt góc, 23 quả phạt gián tiếp lẫn trực tiếp, theo thống kê của SofaScore, đã không đổi lấy điều gì đặc biệt cả. Khác với Nhật Bản hay Iraq, Indonesia đã rất quen thuộc với lối chơi của đội tuyển Việt Nam, từ phối hợp bóng sống cho đến bóng chết. Nhờ vậy tìm được phương án hóa giải. Huấn luyện viên Sinteyong cũng có trong tay quân bài quan trọng mang tên Jody Amat. Từng chơi ở giải ngoại hạng Anh trong màu áo câu lạc bộ Swansea City, Jody Amat rất giỏi không chiến, đọc tình huống tốt và theo kèm người cực giác. Đội Indonesia cũng vừa nhập tịch hàng loạt cây xào với chiều cao trên 1m85 để chống bóng bổng hiệu quả hơn. Đây sẽ là thành trì khó vượt nếu đội tuyển Việt Nam muốn ghi thêm bàn thắng từ bóng chết song đội tuyển Việt Nam vẫn có ưu thế riêng. Huấn luyện viên Chu Dê đang có những chân sút phạt gián tiếp tốt với khả năng treo bóng cuộn, xoáy bằng chân trái như Minh Trọng, Tuấn Tài, Hoàng Đức, lẫn chân phải là Hùng Dũng. Ông cũng sở hữu trung vệ không chiến tốt, thậm chí mắn bàn thắng ngang tiền đạo. Như là Việt Anh, anh đã ghi 4 bàn ở V-League 2023-2024. Còn ở chấm đá phạt trực tiếp, Quang Hải là lựa chọn sáng giá khi đã trở lại phong độ lấy lại sự tự tin cao nhất. Thời gian chuẩn bị là ít ỏi, khi chưa có một tuần, đội tuyển Việt Nam đã phải gấp rút xây dựng những bài đánh tủ. Khi hàng công chưa thể hoạt động ổn định, gắn kết để tạo ra những tình huống mở, bóng chết sẽ là con đường hiệu quả để đội bóng của ông Chu Dê tìm được bàn thắng.